Thì sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc và thay màu cho phần thân túi, thì lúc này thân túi của mình nó đã có cái độ cao như thế này. Ở màu cuối cùng của thân túi, mình có luồn một đoạn dây để cài điều chỉnh cho phần miệng túi. Thì khi rút cái phần dây này lại, cái phần túi của mình nó sẽ ra form như thế này. Đây, đây sẽ là form của miệng túi nè. Và để chia được các khoảng trống để luồn dây cho cái phần miệng túi thì cũng rất là đơn giản. Ở đây mình đã luồn dây vào 8 điểm của phần miệng túi. Thông thường thì ta sẽ tạo ra 7 khoảng trống để luồn dây cài điều chỉnh cho cái phần cổ của túi. Nhưng do ở mỗi thân túi, số mũi móc của cái phần thân túi này nó sẽ không chia hết cho 7. Nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chia đều để làm cho cái phần miệng túi này nó được 7 khoảng trống nha. Đầu tiên thì ta sẽ đếm tổng số mũi móc của cái vòng ngoài cùng. Sau đó các bạn chia cho 7. Được bao nhiêu mũi móc thì ta bắt đầu đếm số mũi móc ở cái phần đáy túi. Ở cái bề ngang của phần túi này nè. Thì các bạn sẽ lấy tổng số mũi móc của cái bề ngang này trừ cho cái số mà ta vừa chia được á. Được bao nhiêu thì các bạn sẽ canh cho mình một khoảng ở chính giữa. Tức là hai khoảng trống mà ta tạo để luồn dây ở cái phần thân sau của túi á, nó sẽ nằm chính giữa của cái phần đáy túi nè. Đây, nó sẽ nằm chính giữa của cái đoạn này. Các bạn sẽ canh chỉnh cho mình làm sao cho cái đoạn đó nó nằm ở chính giữa như thế này nha. Đây, sau đó ta sẽ gióng thẳng hàng lên phía trên nè. Thì như vậy là mình sẽ được 2 điểm và khoảng cách giữa hai cái điểm này sẽ bằng với tổng số mũi móc mà ta chia được ban đầu á. Ta sẽ luồn hai đầu dây vào hai cái điểm mà ta vừa chia được. Khi đã có được hai điểm để tạo khoảng trống cho mặt sau của thân túi thì từ đây các bạn tiếp tục đếm ra cho mình bằng với số mũi móc mà ta chia được. Thì các cái số mũi móc giữa các cái điểm mà ta đánh dấu nó sẽ bằng nhau nha. Các bạn sẽ luồn dây dần dần ra phía trước cho mình. Thì lúc này ở mặt trước nó sẽ có cái số mũi móc dư nè. Từ tổng số chân móc dư này các bạn sẽ chia đều tiếp cho mình và ta sẽ lấy cái điểm nằm chính giữa. Thì cái điểm này sẽ là cái khoảng trống thứ 7 của cái phần luồn dây cho phần miệng túi nè. Các bạn sẽ luồn cho mình hai đầu dây này vào cái điểm mà ta vừa chọn. Tương tự cho đầu dây bên cạnh cũng vậy. Đây, ta sẽ luồn vào chính giữa như thế này. Như vậy là lúc này cái phần miệng túi của mình nó đã có đủ 7 điểm để mình tạo khoảng trống luồn dây cho phần miệng túi. Đây, ta đã có đủ 7 điểm. Và khi đã có đủ 7 điểm rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo cái khoảng trống để mình luồn dây. Tương tự cho các hàng móc ở phía dưới, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được các cái mũi móc đơn đến chân móc sát chân móc mà ta đánh dấu ở đây, thì cái chân móc mà ta đánh dấu kèm hai cái chân móc ở hai bên, các bạn sẽ bỏ qua cho mình ba cái chân móc này. Để ta tạo cái khoảng trống để luồn dây nè, thì ta sẽ bỏ qua ba chân móc. Từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 2, 3. Bỏ qua hai chân móc nằm hai bên và chân móc ta đánh dấu, ta sẽ bỏ qua 3 chân móc và móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn. Thì ta vừa tạo ra được khoảng trống đầu tiên cho cái phần luồn dây. Tương tự cho các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến cái điểm tiếp theo mà ta đánh dấu. Để tạo một khoảng trống tiếp theo nha. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và cũng tương tự cho cái khoảng trống đầu tiên này, thì khoảng trống tiếp theo các bạn cũng bỏ qua cho mình cái chân mà ta đánh dấu nè. Đây, bỏ qua cái chân đánh dấu và cái chân ở hai bên của chân đánh dấu, tức là ta sẽ bỏ qua ba chân móc. Chân ta đánh dấu và hai chân kế bên, sau đó lên 3 mũi móc xích.
và móc vào cái chân móc thứ tư á. Bỏ qua ba chân móc rồi thì tiếp tục móc vào chân móc thứ tư một mũi móc đơn. Ta tạo được khoảng trống thứ hai cho phần luồng dây. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khoảng trống đầu tiên. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục bỏ qua cái chân móc mà ta đánh dấu kế tiếp nè và hai cái chân móc ở hai bên, sau đó lên 3 mũi móc xích. 1 2 3, móc vào chân móc thứ tư một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi đã móc được đến cái khoảng trống đầu tiên thì ta vừa tạo ra được 7 khoảng trống để luồn dây cho cái phần miệng túi. Đây, ta sẽ có 7 khoảng trống như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. 7 khoảng trống này ta sẽ tạo một sợi dây to để luồn vào các cái khoảng trống mà mình chừa ra nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên các cái hàng móc cuối cùng của cái phần thân túi. Lúc này đã có được 7 khoảng trống cố định rồi thì các bạn sẽ tiến hành tháo cho mình cái sợi len mà ta đánh dấu ra. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc các hàng móc tiếp theo. Thì ở các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ thêm cho mình nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái chiều cao của cái màu cuối cùng này bằng với chiều cao của các cái màu còn lại ở phía dưới nè. Mỗi chân móc các bạn cũng làm tương tự, móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cái khoảng trống đầu tiên để luồn dây cài điều chỉnh thì thông thường các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc của 3 mũi móc xích này nè. Nhưng ở đây mình sẽ móc luôn vào cái khoảng trống này để cho cái khoảng trống luồn dây của mình nó được lộ rõ hơn. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình 3 mũi móc đơn. Móc vào cái khoảng trống này nha. Móc vào 3 mũi móc đơn. Thì như vậy là cái khoảng trống của mình nó sẽ lộ rõ hơn nè. Tiếp tục móc vào các cái chân móc kế tiếp, mỗi chân móc các bạn cũng làm tương tự, móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì tương tự như cái khoảng trống đầu tiên mà ta móc, đối với cái khoảng trống thứ hai các bạn cũng làm tương tự như vậy. Cũng có thể móc cho mình vào các chân móc của móc xích cũng được, hoặc là móc luôn vào cái khoảng trống nha, để cho cái khoảng trống này nó được lộ rõ hơn. Móc vào đây 3 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Và móc đơn thứ ba. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc kế bên. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại đến khoảng trống đầu tiên mà ta tạo, sau đó sẽ móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc nữa để chiều cao của cái màu cuối cùng nó bằng với chiều cao của các màu còn lại nha. Sau khi đã lên thêm được nhiều hàng móc và chiều cao của màu cuối cùng cũng bằng với các cái màu còn lại thì cái điểm kết thúc các bạn cũng tương tự, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Ta cũng dùng kim đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời và kéo sợi len thừa vào trong.
Tiến hành dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc, thì lúc này cái thân túi của mình nó sẽ kết thúc như thế này. Khi đã hoàn tất được phần thân túi thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc dây để luồn vào cái cổ của túi. Thì tùy vào sở thích của mỗi người, ở đây mình sử dụng 3 sợi len và chập lại 3 sợi như thế này. Các bạn sẽ sử dụng cho mình đầu kim số 6 để mình móc các cái mũi móc xích cho 3 sợi dây này và nó sẽ không có bị vướng len nha. Từ 3 đầu dây của 3 sợi len, các bạn sẽ canh chỉnh cho mình 3 đầu dây này bằng nhau. Sau đó tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây ta sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể luồn dây cài điều chỉnh vào cái phần miệng của túi. Thì mục đích mà mình sử dụng đầu kim to này để khi ta kéo 3 sợi len vào nó sẽ không bị vướng len vào các cái chân móc nè. Hai, ba, bốn, năm, 6, 7, 8, 9, 10. Khi đã móc đủ độ dài của sợi dây thì các bạn tiến hành cắt len. Bây giờ ta sẽ tiến hành luồn dây vào cái phần miệng túi. Các bạn sẽ bắt đầu luồn dây cho mình ở mặt sau của thân túi nha. Ở hai đầu dây, mỗi đầu dây các bạn sẽ luồn cho mình vào hai điểm nè. Hai điểm ở phía sau của thân túi. Thì một điểm ta sẽ luồn vào cái khoảng trống này. Và cái đầu còn lại các bạn sẽ luồn cho mình vào cái khoảng trống kế bên. Canh chỉnh cho độ dài của sợi dây bằng nhau. Khi đã được hai đầu cố định rồi thì tiếp tục luồn cho mình vào các cái đầu tiếp theo. Ta sẽ luồn điểm tiếp theo là từ trong ra ngoài. Sau đó tiếp tục luồn từ ngoài vào trong cái khoảng trống tiếp theo. Và luồn tiếp tục từ trong ra ngoài. Thì cái điểm luồn dây cuối cùng sẽ nằm ở cái điểm chính giữa của mặt trước thân túi nè. Tương tự cho đầu dây còn lại, luồn từ trong ra ngoài vào khoảng trống tiếp theo. Tiếp tục luồn từ ngoài vào trong. Và điểm luồn dây cuối cùng của đầu dây này nó cũng trùng với cái điểm luồn dây của đầu dây còn lại. Sau đó ta sẽ kéo đồng thời hai đầu dây. Thì lúc này cái form túi của mình nó đã hình thành như thế này. Đây, luồn dây vào 7 khoảng trống này nó sẽ giúp mình định hình được cái form túi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần nắp cho miệng túi. Ta sẽ sử dụng kim hai đầu, dùng đầu số 4 để móc cái phần nắp. Ở cái phần nắp túi mình sẽ sử dụng màu cuối cùng của phần thân túi móc cái phần nắp nè. Thì cái phần nắp này nó sẽ được khâu vào cái hàng móc đầu tiên của cái màu cuối cùng nha. Từ đây tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên cho mình một dây móc xích có số mũi móc bằng số mũi móc mà ta chia được ban đầu á. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Khi được 14 mũi móc xích, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 14 một mũi móc đơn. Chân thứ 13 cũng móc một mũi móc đơn.
Tương tự chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở những cái mũi móc cuối cùng ta có cái sợi len thừa này nè. Khi móc các cái chân móc cuối cùng các bạn cũng móc dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Đây các bạn sẽ tiến hành đưa sợi len và móc luôn vào trong mũi móc nè. Móc đến chân móc cuối cùng. Khi móc đến chân móc cuối cùng thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng tương tự móc một mũi móc đơn. Và làm cho các chân móc còn lại cũng tương tự móc đến cuối hàng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Thì các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái phần nắp của miệng túi này nó đạt được cái độ dài nè, từ phía sau của thân túi. Đây, từ phía sau như thế này, vòng ra phía trước. Thì phần nắp nó sẽ chạm vào cái đường móc nằm chính giữa của hai màu cuối cùng nè. Đây, móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái phần nắp đạt được đến cái điểm này. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Sau khi cái phần nắp nó đã có cái độ dài như thế này thì bây giờ mình sẽ tiếp tục viền lại cái phần nắp này. Thì cách viền cái phần nắp này nó cũng tương tự giống như cái phần đáy của túi á. Nhưng chỉ khác là cái số mũi móc ở mỗi góc của phần nắp túi nó sẽ khác ở cái phần đáy túi. Ta sẽ tiến hành viền cái hàng móc bên này trước. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc cuối cùng mà ta móc này nè, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc kế bên của cái hàng phía dưới, móc một mũi móc đơn vào đây. Tương tự chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho mình cho đến cái góc đầu tiên. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là cái phần nắp túi của mình đã viền được một đoạn như thế này nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi viền được cái cạnh đầu tiên thì ở chân móc cuối cùng khác với cái phần đáy của túi thì cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng. Ta tạo được cái độ bo tròn cho cái phần nắp của túi. Sau đó tiếp tục móc cho mình vào các cái chân móc kế tiếp bên này nè. Mỗi chân móc ta cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, móc cho đến cái góc tiếp theo. Sau đó ta sẽ làm tương tự cho các góc còn lại. Móc cho đến cái góc đầu tiên mà ta móc. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân móc cuối cùng của cái góc tiếp theo cũng móc hai mũi móc đơn vào đây. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Sau đó tiếp tục viền cho mình cái cạnh tiếp theo. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc.
Cái góc còn lại cũng làm tương tự nha. Móc vào chân móc cuối cùng của góc còn lại 2 mũi móc đơn, sau đó viền cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi viền lại được toàn bộ nắp túi thì cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào cái chân móc mũi đơn đầu tiên của cái phần viền một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo vào cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này mình khâu cái phần nắp túi vào trong phần thân túi nha. Ta sẽ sử dụng kim khâu, sau đó các bạn sẽ đưa cho mình cái phần nắp túi này vào mặt sau của thân túi. Thì cái cách khâu phần nắp vào trong thân túi cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình cái phần nắp ra phía sau như thế này. Ta sẽ tiến hành khâu và giúp che đi cái đoạn dây này nha. Đây, các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình bắt đầu khâu ở cái chân móc thẳng hàng với cái khoảng trống mà ta tạo đầu tiên ở đây nè. Các bạn sẽ khâu cho mình ở cái hàng móc thứ hai của màu tím nha. Ta sẽ đâm kim từ chân móc, sau đó thẳng hàng lên cái mũi móc phía trên. Đồng thời đâm kim đến cái mũi móc tiếp theo của cái phần nắp nè. Khi đâm kim vào ba chân móc như thế này, tiến hành kéo len. Các bạn sẽ dùng tay kéo thật mạnh vào để cho cái đường may của mình nó được giấu kỹ hơn nha. Đây, ta sẽ đâm từ dưới lên phía trên của cái chân móc nè. Sau đó đâm vào chân móc kế tiếp của cái phần nắp và kéo lên. Các bạn sẽ gút thật mạnh vào để cho cái đường may của mình nó được giấu đi nè. Ở chính giữa của cái phần nắp này nè, khi khâu đến cái đoạn chính giữa này, các bạn sẽ tiến hành khâu luôn cho mình một cái khoen D vào cái phần nắp này nè. Khâu vào chính giữa của nắp. Thì cái cách khâu này cũng tương tự cho hai cái khoen D ở phía dưới của đáy túi nha. Các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình cái phần nắp đến cái đoạn giữa của phần nắp nè. Khi đã khâu được đến đoạn giữa rồi, ta sẽ tiến hành khâu luôn cái khoen D vào chính giữa của nắp túi. Cũng tương tự đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía dưới nè. Đâm kim từ chân móc sau đó lên mũi móc. Tiếp tục đâm kim đến cái chân móc kế tiếp của phần nắp. Kéo len và luồn cái sợi len vào khoen. Lưu ý cho mình là siết thật mạnh vào nha. Ở đây mình sử dụng một sợi len để khâu, nên khi khâu đến cái đoạn chính giữa của khoen D nè, thì các bạn sẽ khâu cho mình ở mỗi chân móc, ta sẽ kéo hai đường khâu nha. Cũng đâm kim tương tự cho mình, khâu cái đường thứ nhất cho cái chân móc này. Tiếp tục đâm kim thêm một lần nữa vào cái chân móc mà ta vừa đâm kim á. Khâu cho mình thêm một lần nữa. Để cái độ dày của sợi len nó sẽ giúp che đi được cái đoạn nối cho cái phần khoen D nha. Đây, ta sẽ đâm kim hai lần vào một chân móc. Đây, thì lúc này cái khoen D của mình nó đã được che đi một phần rồi nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại. Ở cái phần khoen D ta sẽ đâm kim hai lần nha. Đây, cái khoen D của mình nó sẽ có cái độ di chuyển như thế này. Khâu tương tự cho mình, đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Đồng thời khâu luôn cái phần khoen D vào. Và ở mỗi chân móc của phần khoen D các bạn đều đâm kim cho mình hai lần. Lần thứ nhất, tiếp tục đâm kim lần thứ hai. Và khâu tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã khâu được cái phần nắp túi và khoen D vào phía trên của thân túi, thì tương tự như cái cách khâu ở cái phần khoen D đầu tiên này, các bạn sẽ sử dụng cho mình sợi len màu đỏ, sau đó khâu tiếp hai cái khoen D ở phía dưới của phần đáy túi á. Khâu như thế này thì ta sẽ tạo ra được 3 điểm để mình luồn dây đeo ở phía sau.
Ở phần nắp của túi mình có gắn một nút hít nam châm. Thì ở đây mình sẽ gắn vào chính giữa của cái đường móc hai màu nè. Đây, gắn lại như thế này. Ở cái mặt hít còn lại các bạn sẽ cắt cho mình một tấm canvas nhỏ. Sau đó cố định cái mặt hít còn lại vào trong tấm canvas và dùng chỉ màu tím để khâu cho mình cái tấm canvas này vào trong cái mặt còn lại của nắp túi nè. Thì cái cách khâu nó cũng tương tự giống như cách khâu canvas ở phần đáy túi nha. Đây, ta sẽ tiến hành cài lại như thế này. Như vậy là phần thân túi của mình vừa hoàn tất. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần dây đeo phía sau. Ở cái càng cua thứ nhất, mình sẽ trực tiếp móc cái phần dây này vào trong cái khoen phía trên nè. Mình sẽ sử dụng màu vàng để móc phần dây nha. Đưa sợi len ra phía sau và kéo sợi len qua cái vòng tròn này nè, cái vòng tròn của càng cua. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó tiếp tục móc cho mình vào cái vòng tròn ta vừa móc, móc vào đây 4 mũi móc đơn liên tiếp. Móc đơn thứ nhất. Khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Và móc đơn thứ tư. Thì 4 mũi móc đơn liên tiếp này nó sẽ là độ rộng của sợi dây mà ta móc nè. Cái sợi len thừa này khi móc các bạn giấu vào trong mũi móc để ra cắt len không phải giấu len nhiều. Đây ta sẽ giấu vào trong mũi móc như thế này. Từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc cho mình vào 4 chân móc này liên tiếp với nhau, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba vào chân móc thứ ba. Và móc đơn thứ tư, móc đơn cuối cùng vào chân móc cuối cùng. Được 4 mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì tiếp tục lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hàng móc mà ta vừa móc nè. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc thêm nhiều hàng móc nữa. Móc cho đến khi sợi dây này có đủ cái độ dài để mình nối vào 3 điểm ở cái phần thân sau của túi nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và mỗi hàng móc ta sẽ có 4 mũi móc đơn nè. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Và móc đơn thứ tư. Móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại và làm tương tự cho các hàng móc tiếp theo. Sau khi đã đạt được độ dài của sợi dây thì móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này khâu vào cái càng cua còn lại nha. Thì các bạn cũng dùng kim khâu khâu cho mình cái hàng móc cuối cùng kèm với cái vòng tròn của càng cua nè. Ta sẽ đâm kim vào càng cua và đâm kim vào chân móc đầu tiên ở cái sợi dây. Tiếp tục đâm kim cho mình thêm một lần nữa vào vòng tròn của càng cua và chân móc đầu tiên của sợi dây. Sau đó kéo len. Ở chân móc thứ hai và thứ ba của sợi dây á, các bạn sẽ đâm kim cho mình một lần thôi nha. Đâm kim một lần vào cái vòng tròn của càng cua và chân móc. Đâm vào chân thứ hai. Sau đó tiếp tục đâm vào chân thứ ba. Chân thứ hai và thứ ba ta sẽ đâm kim một lần thôi nha. Dùng tay kéo thật mạnh vào cho cái đường may của mình nó được rút lại nè. Thì tương tự như cái chân móc đầu tiên, chân móc cuối cùng các bạn sẽ khâu cho mình hai lần, đâm kim hai lần vào cái vòng tròn của càng cua và chân móc cuối cùng. Lần thứ nhất và đâm kim lần thứ hai. Như vậy là mình vừa khâu được cái phần dây vào càng cua còn lại. Các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc của dây nè, giấu vào trong mũi móc.
Sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì ta sẽ tiến hành luồn sợi dây vào khoen D đầu tiên ở phía trên của thân túi. Sau đó hai đầu dây ta sẽ nối vào cái khoen D còn lại ở phần đáy túi nè. Như vậy là phần dây đeo phía sau của mình nó sẽ như thế này. Các bạn tiến hành canh chỉnh cho mình để hai đầu dây nó được bằng nhau nè. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu ba lô cầu vòng với cái phần dây đeo chéo như thế này. Thì ở mặt trước của ba lô các bạn có thể trang trí cho mình thêm nhiều họa tiết khác nhau để cho cái phần mặt trước của ba lô nó được xinh xắn hơn. Thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái họa tiết gấu để trang trí cho phần thân túi nha. Chúc các bạn thành công!